Về đến nhà, anh siêu xê liền lấy một cây tre dài và lắp ráp. Không biết anh ấy đang làm gì đây? Coconut. Có lẽ là sẽ có cái gì đó trôi trong nước của ống tre này. Trong khi đó, chị Hà đang chuẩn bị món ăn trong bếp. Đây được gọi là món somen, là một món mì thường xuất hiện trong lễ hội mùa hè ở Nhật. Đánh lộn đó. Nhưng mà mỗi lần tụi nó xung đột như vậy là thường đứa nào thắng? Thì anh thắng hay là em thắng? Anh này lúc nào cũng khóc trước á. Anh này khóc trước xong rồi tới anh kia khóc, cứ thay phiên nhau vậy đó. Không biết mình nào thắng, không biết mình nào thắng, mình nào thua đó. Và ngày nào cũng cãi nhau vậy hả? Dạ. Nhưng mà phải nên cho tụi nó vậy. Tại sao? Tại vì khi mà có anh em á, nó phải có sự xung đột thì ra ngoài xã hội á, nó mới mạnh được. Quả là một người mẹ rất mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ giải quyết được. Nói đến mùa hè ở Nhật Bản thì phải nói đến yukata, thật là hợp với anh. Konnichiwa, konnichiwa. Đây là bộ quần áo truyền thống của người Nhật vào mùa hè. Các bạn nhìn như thế này nhưng mà lúc mặc nó rất là cầu kỳ. Ở trong là một lớp màu trắng, xong rồi cột dây, cột vợ rất là nhiều. Đầu thì bới cao lên. Đó. Này thiếu một bông hoa thôi. Anh thấy Vân mặc cái này có được không? Đẹp quá. Đẹp quá hả? Anh cái này là để mình làm cái gì? Nước xuống xong rồi mình làm cái gì? Cái này là cột から水を流して そうめんという日本の麺類があってそれをこの上から流して食べます。Chà, chuẩn bị xong rồi. Sô men sẽ được chấm với nước này và ăn. Các bạn nhỏ cũng bắt đầu nhúng mì. Nhưng mà phải ăn kiểu này mới vui. Còn ăn cái này thì nó bình thường. Canh là canh mì nè, canh mì nè. Yeah, bắt được rồi. Ăn thôi. Cả nghệ sĩ Hồng Vân nữa. Vui lắm, thiệt luôn á. Cái nước chấm này á là có nước đá. Nó đã lạnh rồi. Rồi cái nước ở đây nè, cái nước ở đây á làm cho sợi mì nó lạnh mà nó cảm giác nó dai hơn. Cho nên ăn nó ngộ lắm. Yeah. Ủa chị nó rớt mì xuống dưới rồi, nó rớt đỏ ứng rồi, xúc đem lại. Xong rồi tí lên lại thả lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời á được ăn cái món mì lạnh. Đúng rồi, con nít là đứng trên cùng. Cái này hơi nặng ha. Mình có thể bỏ vào nhẹ hơn mình cầm. Sao con bạn nào lấy được miếng nào vậy? Lại nha. Nào con, nè. Up. Yeah. Con lấy được rồi. Yeah. Làm nhé. Nè con. Cái chậu dưa chị. Dưa chạy. Dưa cái chậu con để mốt chị. Sau khi mà ăn mì lạnh xong sẽ đến màn gọi là màn thay vì cắt dưa hấu thì sẽ là đập dưa hấu, nhưng mà đập trong trạng thái bịt mắt. Trước khi đập dưa hấu á. Rồi. Mà sư. Mà sư. もうちょっと左。いいよ。もうちょっと左。いいよ。はい。いいよ。はい。おお。
hai chuyển cái đồng hồ đi. 1 3 chết cha, xây sẫm rồi. Xây sẫm rồi. Dạng chân ra giữ thăng bằng chút xíu đã. Thôi đập ông kia, quay ngược sao đập ông kia chân chết nha. Rồi dần. Rồi. Rồi đập mạnh nha. Thẳng tiến. Đập. Ô! Nữa cái không? Nữa, cái nữa. Cái nữa. Cái nữa. Ô. Vừa của Nhật Bản nhưng mà cứng quá vậy. Ăn được miếng dưa cực khổ quá. Wow. Mệt quá. Bác. Để người dạy ăn ngon. Dưa ngọt quá, dưa rất là ngọt luôn, ngọt thanh lắm. Nhờ chị Hồng Vân đập đó. Ủa gia đình em vui quá hả? Ở Việt Nam á, thì thường là như vậy nè. Khi mà vợ chồng lấy nhau á, thì cái điểm mà hay bị xung đột nhiều nhất là cái cách dạy con. Ồ, tụi em có gặp cái trường hợp như vậy hay không? Dĩ nhiên là ảnh cũng có cách dạy con riêng của ảnh. Em cũng sẽ có cách dạy con riêng của em. Nhưng mà cả hai, ví dụ khi mà em dạy á, thì ảnh không có xen vô. Cái gì ảnh mà dạy á, thì em không xen vô. Cách dạy con của ảnh á, có một cái khác là dạy cho mấy đứa sao mà khi mà ra xã hội á, nó sẽ là người cốt cho xã hội. Ở bên này á, ví dụ như là mình sẽ tôn trọng cái ước mơ của các con là lớn lên nó sẽ làm bác sĩ hay kỹ sư hay là diễn viên hay này kia nọ. Hay là mình sẽ có một cái định hướng sẵn rồi mình từ từ mình uống các cháu theo. Giống như là cái con nhỏ, dĩ nhiên cho tất cả các con phát triển tự do. Tôn trọng suy nghĩ của các con. Các con muốn làm thì cho con làm tự do. Có khi nào em kể cho cháu nghe là ở quê của mẹ như nào nói về Việt Nam cho cháu nghe không? Có nói Việt Nam cho các cháu nghe. Rất là thích Việt Nam. Lúc nào cũng muốn đi Việt Nam chơi hết đó. Vậy đó hả? Con thích ăn gì ở Việt Nam? Thích ăn gỏi cuốn. Rồi ví dụ như sau này một trong ba đứa có một đứa nào đó nó nói là ở mai mốt nó muốn về Việt Nam nó làm việc thì em sẽ nghĩ như thế nào? Muốn đi thì cho đi. Nói chung là tôn trọng. Nhưng mà tôn trọng ý kiến của con. Rồi anh thì sao? Nói chung làm việc ở đâu cũng được á. Nếu như có một ngày nào đó được làm công việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì thật tốt biết bao. Hai vợ chồng đã gói ghém tình cảm dành cho nhau và viết thư để trao cho đối phương để có thể bày tỏ những suy nghĩ mà bình thường khó nói bằng lời. しゅうちゃんと出会って本当によかったです。毎日家族のために仕事頑張ってくれてありがとう。大好きですよ。そして仕事がいくら忙しくても、いつも時間を作って子供と一緒に遊んでくれてありがとう。 毎晩しゅうちゃんが家に帰るのを待っている子供の姿を見てとても嬉しいです。時々大したことじゃないのに気にしちゃってしゅうちゃんを困らせることがあるけど、いつもしゅうちゃんを信じますよ。これからもよろしくお願いします。 Tiếp theo là của anh Siêu C dành cho chị Hà. Ha-chan,いつもありがとう。Ha-chan のうちに来てから生活は大きく変わり、寂しかった生活は明るく楽しいものになりました。
カイちゃんが生まれ、ジンちゃんが生まれ、そしてレイちゃんが生まれて、子供が増えるたびに賑やかになっていったけど、その中心にはいつも母ちゃんの笑顔がありました。母ちゃんの笑顔は皆を明るい気持ちにさせます。これからもうちの中心で輝いていてください。カモンニュー、ネムハー。祝mừng em. Những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc. 10 năm rồi đó nha các bạn, chứ không phải là mới đây. À, cái tình cảm họ dành cho nhau rất hết sức là làm mình cũng xúc động luôn nè. Cảm ơn anh. À, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn là Hà có thể nói cảm ơn là bởi vì vâng, em cũng là người con gái Việt Nam. Thấy Hà hạnh phúc với một người chồng gọi là khác đất nước, mà anh yêu thương gọi là cán đáng cái gia đình á một cách quá là tốt như thế này, thì em hạnh phúc giùm cho Hà, và em cũng cảm ơn cho Hà. Hong Kong chị và cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Yeah. Chị Hà đã có thể xây dựng gia đình hạnh phúc dù là có rất nhiều khó khăn của việc kết hôn với người nước ngoài tại một nơi xa xôi ở Nhật Bản. Cả gia đình hãy cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhé!